Rồi câu số 1 là tôi sẽ không còn tiền nếu mà tôi mua cái quyển sách đó là con. Đây là câu điều kiện con nha. Bài này bài câu điều kiện là con. Con nhớ cho cô if là cộng hiện tại đơn này. Bạn Châu nhớ này. If cộng hiện tại đơn là trừ một số nhiều động từ dụng hay trừ một số ít động từ thêm s vào. Ok chưa? Gật đầu mới ghê á. À, sao sẽ phải chủ ngữ cộng view cộng động từ nguyên mẫu cho cô. Ok. Trung bình các môn em được 6 điểm, thêm 0,5 điểm nữa học sinh tiên tiến chơi ai? Úi trời ơi, là trường. Bị tận môn ngữ văn. Rồi nè. Học Câu thi. số 2 nè. Alex gì? Trễ nếu anh ta không không vội vàng. Vậy là Alex sẽ bị trễ, ở đây sẽ là will be late. Will be late và anh ta không vội vàng, anh ta phải đơ dần rồi. Không vội vàng bởi vì có not phải là đơ dần, hurry. Hurry là vội vàng, hurry Thì đúng 0,5 điểm nữa up. cô. Ừ. Thôi thì hai cố gắng. Nếu bạn không chấm 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 tôi sẽ cái gì bạn với bài tập, nếu bạn không gì hiểu bài, understand, if you don't understand, biết nào, if you don't understand I will help you, rồi tôi Không sẽ mỗi giúp bạn làm bài tập cái nhá. Câu số 4 nào. Grass gì? Tàu hỏa nếu mà anh ta sớm. Grass sẽ bắt được tàu hỏa nếu mà anh ta rời đi sớm hả? Đúng rồi. Grass will catch. Biết rồi. If he left a liver cancer vô soon. Ok. Nếu anh ta rời đi sớm thì anh ta sẽ đi lên được chuyến tàu hỏa đó. Biết không? Câu 5. Bạn đi tới bữa tiệc nếu mà họ mời bạn. À bạn có tới bữa tiệc. Bạn sẽ tới bữa tiệc nếu họ mời bạn. Ok, vậy là will you. Đây sẽ là will đầu câu. Will you này. Và đến là cái từ go. Will you go to the party if they invite you? Biết không con ơi? If they invite you. số nó cắn em cô. Cô bỏ chân xuống cho nó cắn cô trước rồi nè. Này cắn đi mũi. Ok chưa? Will you go to the party if they invite you? Hóa trang. Cái chuông thì phải rung rang nếu mà có cháy. The bell ring rang ở đâu đây giờ đây? À, the bell will ring. The bell will ring cho cô nè. Will ring. If there a là lửa là there is a fire, viết vô. The bell will ring if there is a fire. Viết vào. Viết vào. Nhớ câu điều kiện đấy. Đây là điều kiện loại 1. Đằng sau if là hiện tại đơn. Còn vế kia là will động từ nguyên mẫu. Xe đạp chấm chấm nếu mà cả ba chúng ta cả ba đứa bạn cả ba người các bạn làm sao xe đạp xe đạp xe đạp sẽ bị hư. À nếu cả ba đứa ngồi lên. Ok. À will break. Will break. Ok. Ở đây sẽ là get. Get on it, cả ba đứa trèo lên thì xe sẽ bị hư. Câu số 8, nếu bạn không cái gì học cách sử dụng máy tính thì sẽ khó khăn để tìm việc. Ok. Câu số 8 sẽ là learn. If you don't learn thì ở đây sẽ là it will be chứ, sorry, it will be hard to find a job nha, phải học máy tính thì mới tìm được việc. Chị gái bạn chấm chấm nếu mà tôi cái gì đây, câu này là gì, make chị gái của bạn sẽ làm áo cho tôi nếu mà tôi mua len chứ. Rồi ok, ở đây sẽ là will này, đầu câu này. Will your sister make và ở đây là if I buy will your sister make. Nha, chị gái bạn sẽ đan cho tôi cái này, cái pullover cho tôi nếu mà tôi mua len chứ. Rồi câu tiếp theo còn một từ duy nhất. Nếu mà tôi chấm chấm anh ta, tôi nghĩ anh ta sẽ đi xem phim với tôi. Vậy ở đây là phải từ gì đây? Từ mời mọc hả? Hỏi. Ok. Ask. If I ask him, nếu mà tôi hỏi anh ta một cách tử tế thì tôi nghĩ anh ta sẽ
là will. Will gì? Will go, will come. Viết vào, xong cái bài này. Đấy. Ask và will come. Ask và will come nhé. Rồi câu 1. Úi trời ơi, nhặt lên. Ủa, cô. Tướng bài buồn ngủ thì vả vào mặt vài cái là hết buồn ngủ. Hoàn thành câu với cái dạng đúng của động từ trong hoặc đứa nào đòi nghỉ sớm. Ca trước bọn nó nhau nhau đòi nghỉ sớm. Mệt quá cô ơi, em mệt quá cô ơi. Em hết sức rồi cô ơi. Giờ tới đứa nào cũng vậy hết. Em cũng mệt cô. Tình hình chung ha. Rồi câu này là hoàn thành câu với dạng đúng của từ trong hoặc thôi, vẫn là câu điều kiện thôi. What if you get lost? Nếu bạn xảy ra, nếu bạn bị lạc thì sao? Đừng lo lắng, tôi sẽ. Nếu mà tôi bị lạc, ở đây sẽ là get. Nha, hiện tại đơn, chúng có số nhiều đầu từ giữ nguyên. Thì tôi sẽ hỏi, vậy là will. Ask, tôi sẽ hỏi người ta đường đi. I will ask someone the way. Can you tell Sally? Bạn có thể nói Sally là tôi sẽ ở đây vào ngày mai không? Được thôi, tôi sẽ nói cho cô ấy. I will tell her if I see her. Vẫn là câu điều kiện loại 1, dễ quá trời luôn. Đằng sau if hiện tại đơn. Còn vế kia là will là tổ nguyên mẫu. Câu số 3 này. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi ra ngoài vào tối nay. À, nếu bạn đi ô tô á, thì bạn cần phải đổ xăng nha. Là if you take được ha, nếu bạn xài ô tô thì you will need. Phải phát bằng này gửi cô. You will gì nhỉ sớm này? You will need. Ngủ cô. Phải hết này, rồi. Mai học bài khác. Ngày mai học bài 7. Nhiều lắm cô. You will need có chỉ chép thôi mà nói gì? Nghe giảng. You will need. Não đâu hoạt động đâu. Nếp nhăn vẫn còn từng đó, nếp nhăn đâu có tăng được cái nếp nhăn nào. Học sáng vô. You will need to put some pictures in it. Cái lá thư này rất là quan trọng. Nó phải tới đó vào ngày mai trước vào ngày mai đấy. Nếu bạn để nó ở đây thì tôi sẽ gửi nó cho bạn. If you leave it there, I will post it for you. Chép vô nào. Nếu bạn để nó ở lại đây tôi sẽ gửi nó cho bạn. Sáng ngày học từ 6 giờ sáng tới 9 giờ mấy mới vừa. Rồi xong 1 giờ lại đi học cho tới giờ chưa về nhà. Trời, khổ quá, mấy đứa bây giờ khổ sở quá. What will you do on weekend? Bạn sẽ làm gì vào ngày cuối tuần? À, nếu mà thời tiết đẹp, the weather is fine, we will go. Cho cô. We will go for picnic. Nếu thời tiết đẹp thì tôi sẽ đi picnic. Ghi vô. Ghi vô, ghi vô. Câu điều kiện con nha. Chú ý câu điều kiện đấy. Sang câu số 6 này, tôi đang có một cái bữa tiệc sinh nhật. Tôi sẽ có một bữa tiệc sinh nhật vào Friday thứ 6 đấy. Nếu bạn cần sự giúp đỡ tôi, chỉ cần hỏi tôi thôi. If you need any help, just will ask me. Biết nào, tôi điều kiện nha. Biết rồi. Tôi vừa mới làm mất cái đồng hồ đeo tay rồi, bạn có nhìn thấy nó ở đâu không? I lost my watch, have you seen it anywhere? No, but if I, nếu mà tôi thấy nó, if I find it, I will tell you. Tôi sẽ nói cho bạn biết. I will tell you. I lost my watch, have you seen it anywhere? Trời ơi, mỏi mồm thế không? Từ đầu giờ bây giờ mà hết miệng giống hôm trước. No, but if I find it, I will tell you. Thôi ngửi sớm bữa cô. Bệnh không? Have you heard about the pop festival? Bạn đã nghe về cái lễ hội nhạc pop chưa? Yes, nó sẽ rất là hay nếu mà cái nhóm especially phải là it will be good if cái nhóm này blazer. Câu 9 này, bạn sẽ có thể đi phải không? Nếu tôi hỏi ông chủ của tôi thì ông ấy sẽ cho tôi một vài thời gian nghỉ, một vài ngày nghỉ. Ok. Tôi hy vọng, tôi mong chờ như vậy. Ok. If I ask my boss, he will give me some time off. I expect. Is it too expensive to hire a minibus? Có mắc quá không khi mà chúng ta thuê xe buýt nhỏ?
nó sẽ không mắc nếu mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ cái tiền thuê đó, gọi là each one cost nó sẽ không mắc. Nếu tất cả chúng ta là chủ một số nhiều rồi, chúng ta chỉ cần viết lại từ share thôi. Xong 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 cho giải lao một phút để cho cái mồm con nó nghỉ ngơi cho mỏi quá, và cho cái tay con nó nghỉ ngơi cho mỏi quá rồi. Nghỉ sớm bữa đi cô. No. Nghỉ sớm 5 phút. Chùm.